Vì vậy mà hầu như là các Phật tử mà có mặt ở đây ấy, thì cũng đã từng lên mạng để nghe những cái bài giảng. Vì vậy cho nên có thể nói là bây giờ thầy có nói thêm thì nó cũng giống như cũ thôi. Tất cả những cái bài giảng mà của Đức Phật ấy, có rất nhiều cái bài kinh, nào là Trung Bộ Kinh rồi Tương Trường Bộ Kinh rồi Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Tăng Chi Tiểu Bộ, nhưng mà thực ra đó cái cốt lõi cũng chỉ là một thôi chứ không có gì khác. Vì vậy cho nên nếu mà mình nắm được cái cốt lõi của Đạo Phật thì mình sẽ đi vào cái một cái đời sống đúng với đạo pháp một cách dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta không nắm vững được cái cốt lõi á, thì nhiều khi cứ đi lang thang mãi cũng không thể nào mà không thể nào mà tìm ra được cái lối vào. Đó là điều quan trọng. Thì á, cái câu hỏi mà thường thầy hay đặt ra đó là Phật giáo khác với các tôn giáo khác ở chỗ nào? Đó là câu hỏi mà thầy thường đặt ra, bởi vì câu hỏi này cực kỳ quan trọng. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình đề cao Phật giáo của mình mà mình hạ thấp các cái tôn giáo khác, mà mình chỉ nói là khác nhau ở đâu thôi. Chứ không phải thầy nói là ai cao ai thấp mà thầy chỉ nói là nó khác nhau ở chỗ nào. Cái sự khác biệt này nó rất quan trọng, bởi vì nếu mình không thấy được cái sự khác biệt này đó thì đôi lúc vô tình mình tu theo ngoài đạo mà mình không biết. Đó. Và bởi vì tu theo ngoài đạo thì nó cũng có những cái kết quả rất là tốt đẹp. Do đó mà mình cứ nghĩ đó là đạo Phật. Nhưng có sự khác biệt chính là ở chỗ này. Tu tập theo đạo Phật không phải để tốt đẹp. Nghe có hơi kỳ cục không? Nghe có hơi lạ một chút không? Tu tập đạo Phật không phải để tốt đẹp mà là để thấy ra vô thường khổ vô ngã. Chứ không phải là để mà đạt được cái tốt đẹp nào cả. Nếu mà tốt đẹp á, nếu mà cuộc đời này mà mình tu để tốt đẹp á thì mình sẽ là bám víu vào nó. Vẫn bao giờ mình giác ngộ giải thoát được cả. Đồng thời á, giác ngộ giải thoát lại cũng không phải là bỏ đi đâu. Mà giác ngộ giải thoát chính là giác ngộ ra, giải thoát ra khỏi cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình. Để mình nhìn mọi sự mọi vật trên đời này đúng như bản chất thực của nó. Đơn giản là vậy thôi. Hầu hết các tôn giáo á, thì nói rằng là mình là còn tầm thường, do đó đó mình phải tu luyện như thế nào đó để trở thành phi thường. Quý vị nhớ câu đó, tức là các tôn giáo, hầu hết các tôn giáo đó là tu tập để mà thoát khỏi cái tầm thường để trở thành phi thường. Và chúng ta thử hỏi lại thử mình có muốn phi thường không vậy? Trong tu tập của mình á thì có muốn phi thường không? Hay là nói một cách khác là mình cố gắng điều chỉnh như thế nào để cho cái mình đang không hoàn hảo để đạt tới chỗ hoàn hảo. Đó là cái mục đích của các tôn giáo. Nhưng đạo Phật thì ngược lại. Xưa nay đó, đôi lúc mình cũng hiểu đạo Phật theo cái nghĩa là mình bất toàn, cho nên bây giờ mình làm sao mà để cho trở thành hoàn hảo. Hoặc là mình là tầm thường, cho nên mình làm sao để trở thành tầm thường, phi thường. Nhưng đạo Phật thì lại là ngược lại hoàn toàn. Mà chúng ta cần phải thấy rõ cái chỗ ngược lại này của đạo Phật. Đạo Phật á, thì lại nói rằng là
tất cả đều đã hoàn hảo. Cho nên chúng ta không cần phải đi tìm một sự hoàn hảo nào cả. Chỉ có là chúng ta không nhận ra được cái hoàn hảo đó, tức là do vô minh ái dục. Vô minh là không thấy được sự hoàn hảo, cho nên ái dục mới đi tìm một cái hoàn hảo theo ý mình, mà không thấy được sự hoàn hảo đã sẵn có, mà đi tìm cái sự hoàn hảo theo ý mình hay là theo ý đồ của một ai khác, thì đó chính là tạo ra luân hồi sinh tử. Cho nên á, đạo Phật á, thì không phải là đi tìm một cái hoàn hảo nào, mà là phải thấy ra sự hoàn hảo đang là. Đó, cái sự khác biệt là nhau ở chỗ đó. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Bây giờ mình nhìn cái hoa đây. Cái hoa này nó vốn từ hoàn hảo, phải không? Từ hoàn hảo như nó là. Nhưng mà lại mình nhìn vô cái mình nói trời, cái hoa này sao mà tôi lại thích cái hoa nó to, cái hoa màu vàng, cái hoa màu xanh rồi gì đó kia. Tức là mình muốn hoàn hảo theo cái ý của mình, cho nên mình không thấy được sự hoàn hảo trong cái hoa màu trắng này. Có hiểu ý thầy nói không? Rất đơn giản là như vậy thôi, không phải có gì khó khăn cả. Cuộc đời vốn nó là hoàn hảo. Và chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, có người đặt ra câu hỏi nói là hoàn hảo gì mà hoàn hảo, nó là vô thường khổ vô ngã mà hoàn hảo gì. Nhưng chính vô thường khổ vô ngã là hoàn hảo của cuộc đời này. Bởi vì chính khi chúng ta giác ngộ cái vô thường khổ vô ngã là chúng ta giác ngộ giải thoát. Như vậy rõ ràng là vô thường khổ vô ngã là hoàn hảo, phải không? Chẳng phải vô thường vô ngã là xấu. Có cái mà mình muốn thường theo ý mình, muốn lạc theo ý mình, muốn cái gì cũng là ta của ta, tự ngã của ta, cái đó mới là xấu. Chứ còn vô thường khổ vô ngã là vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc đời này. Bởi vì nếu cuộc đời này mà không như vậy đó thì chúng ta không thể nào mà giác ngộ giải thoát được. Đó. Thì cho nên người ta hầu hết là người ta muốn làm thế nào để cho cuộc đời này trở thành hoàn hảo, nhưng không hiểu rằng chính sự bất toàn của cuộc đời này mới là giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát là gì? Giác ngộ là loại bỏ được cái nhận thức và hành vi sai lầm, để nhận thức và hành vi các pháp đúng như nó là, tức là đúng với thực tánh pháp, gọi là xã pha vã. Xã pha vã hay là paramattha, tức là cái pháp đúng như thực tánh của nó. Còn mình là không phải, tức là nó có hai cái nhận thức. Một cái nhận thức là thấy pháp như nó là, hai là mình tưởng là, xong rồi mình cho là, rồi mình muốn phải là, do đó mình mong sẽ là, và mình cố gắng tu tập hay là cố gắng rèn luyện hay là cố gắng làm sao để đạt được cái mà mình mong sẽ là, thì cái đó chính là cái mà đưa đến luân hồi sinh tử. Tại sao Đức Phật ngài là dạy đơn giản là tinh tấn chánh niệm tinh giác? Thật ra tinh tấn là gì? Tinh tấn là nghiêm túc, chân thành, chánh niệm là tròn vẹn, và tinh giác là rõ biết. Chỉ cần chúng ta đi thì là chân thành, tròn vẹn, rõ biết đang đi. Đứng, nằm, ngồi hay là hít thở hay là ăn hay là làm tất cả mọi việc mà mình chân thành, tròn vẹn, tỉnh thức trong đó. Chứ Đức Phật đâu có nói là mình đừng có xem, mình bỏ cái thân thọ tâm pháp này đi để mà đạt được một cái gì đó cao siêu bầu nhiệm đó. Vậy thì thay vì là người ta cho rằng là mình là tầm thường, cho nên bây giờ mình phải cố tu luyện làm sao đó để đạt được phi thường, thì đạo Phật lại ngược lại. Đạo Phật lại trở về với cái bình thường để nhận ra sự phi thường trong cái bình thường đó.
Thì ra là mỗi bước chân, mỗi sự thở vô thở ra đều là phi thường. Bởi vì ấy, nếu như mình mà thực sự chân thành trọn vẹn tỉnh thức với nó đó, thì mình đã giác ngộ giải thoát rồi. Bởi vì ví dụ như mình thở thì mình muốn thở thế này, muốn thở thế kia, muốn thở kiểu này để đạt được cái này, muốn thở kiểu kia để đạt được cái kia, thì đó là đang chạy theo tham sân si, phải không? Đang chạy theo vô minh ái dục. Vô minh là không thấy rằng chỉ cần tròn vẹn với thở, chứ không phải thở để đạt được cái này cái kia. Đó, sự khác biệt rất là rõ ràng. Một bên là tròn vẹn tỉnh thức với thở, và như vậy là đủ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình tròn vẹn tỉnh thức với thở thì mình không khởi lên tập đế khổ đế, không khởi lên bản ngã tham sân si, không khởi lên tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là, thì như vậy là mình hoàn toàn không tạo ra luân hồi sinh tử. Mà ngay đó đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì ngay đó là đã giải thoát giác ngộ rồi. Cho nên á, thay vì cho là mình không hoàn hảo cho nên mình đi tìm cái hoàn hảo, thì lại là chúng ta chỉ cần chân thành trở về lại với tất cả những cái mà mình cho không hoàn hảo đó, đó để thấy ra bản chất thật của nó, tức là cái thấy hoàn hảo. Trong sự tu tập á, là đi đến chỗ cái thấy hoàn hảo, chứ không phải là muốn sự vật hoàn hảo. Ví dụ như mình nói là ở cái hoa này cũng hoàn hảo, bởi vì cái hoa này nó to hơn nó mới đẹp, nó phải màu vàng nó mới đẹp. Đó là không hoàn hảo theo ý mình. Đó. Tức là mình là muốn thay đổi cái hoa để cho nó hoàn hảo theo ý mình. Còn cái nhìn hoàn hảo đó, tức là mình nhìn cái hoa nó trắng thì thấy trắng, nó vàng thì thấy vàng. Tâm vật không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Thì đó là cái nhìn hoàn hảo, chứ không phải là nhìn cái gì hoàn hảo. Có nhiều người tưởng rằng đâu là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có nghĩa là mình phải tìm thêm sự thân như thế nào, phải giải thích ra được thân như thế nào. Không phải. Không cần phải niệm thọ để thấy thọ như thế nào, không cần phải thấy tâm như thế nào hay là thấy pháp như thế nào, mà là khi mình đối diện với thân, hay là khi mình đang sống với thân, với thọ, với tâm, với pháp đó, mình thấy rõ nó như nó là, mà không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì, đó mới thật sự là hành thiền Vipassana. Đó mới thật sự là mình đang thấy pháp đúng với thực tánh của nó, tức là thấy pháp đúng với bản chất hoàn hảo của nó. Trong khi đó nếu mình vô minh thì mình lại không thấy được cái hoàn hảo này. Mình lại đi tìm một cái hoàn hảo theo cái ảo tượng của chính mình, hay là ảo tượng của một ai đó vẽ ra, rồi mình cứ chạy theo với cái ảo tượng đó, thì chính cái chạy theo đó là luân hồi sinh tử. Cho nên á, cái sự khác biệt, tóm lại là cái sự khác biệt ở giữa đạo Phật và một số các tôn giáo khác á, ở chỗ là trở về thấy sự hoàn hảo nơi thực tại đang là. Thực tại đó chính là thân thọ tâm pháp. Và khi mình thấy rõ thân thọ tâm pháp đúng với bản chất thật của nó, đúng với thực tánh của nó, thì lúc đó đó mình sẽ thoát ra khỏi cái ảo tượng. Cho nên đó, khi thấy ra thực tánh thì đó là giác ngộ, và thoát ra khỏi ảo tượng đó là giải thoát. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nói đạo Phật là chính yếu của đạo Phật là giác ngộ giải thoát, chứ không phải để đạt được một cái gì cả, không phải để nắm bắt một cái gì cả,
Bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng là bất kỳ một điều gì mà mình có thể đạt được, mình có thể nắm bắt được, thì điều đó đều sẽ hư hoại. Cho nên nếu mà mình đi cố mà thực hành để mà đạt được một cái điều gì đó mình mong muốn, thì nó cũng tan rã theo với cái mong muốn đó. Bởi vì thực ra đó, nếu mình không khởi lên cái mong muốn gì cả mà mình tròn vẹn tỉnh thức ngay với cái thực tài, thì thực tài đó là hoàn hảo, thực tài đó là phi thường. Cho nên đó, cái Đạo Phật nói đến tứ diệu đế hay là tứ thánh đế là ngay khi mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đó là nói về thân, hay là ngay khi mình đang khổ hay đang lạc, đang hỷ hay đang xả, thì lúc đó, đó là đang nói về cái thọ. Hoặc là tâm mình đang tham hay đang sân, hay là không tham không sân, thì lúc đó là tâm. Và khi mình mắt mình thấy sắc, tai nghe âm thanh, mà trong đời sống của mình thì tất cả những cái này luôn luôn là xuất hiện. Chẳng hạn như mình ngồi nghe đây mà mặc dù là đang nghe thầy giảng nhưng mà vẫn nghe chim sẻ nó kêu đó. Chẳng hạn như vậy. Thành ra là tất cả những cái đó đó, chỉ vì bây giờ trong tất cả những cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm, cái biết đó, quan trọng là tâm mình có khởi lên vô minh ái dục hay không. Vô minh là không nghe, không thấy, không xúc chạm, không biết các pháp như nó là, mà mình muốn nó phải là, sẽ là. Tức là vô minh ái dục. Mà vô minh ái dục thì là tạo ra luân hồi sinh tử. Thành đến Đạo Phật đơn giản là tất cả các pháp tự nhiên, nếu không phải là do bản ngã, không phải là do tư tưởng, không phải là do quan niệm tạo ra, thì tất cả các pháp đều hoàn hảo. Hoàn hảo trong chính nó. Chỉ có cái mà mình tạo ra cái khái niệm này, cái tư tưởng này, cái quan niệm này, rồi cái thành kiến cố chấp này, chính những cái đó đó là tác hại lại chính mình. Chính những cái đó tác hại là chính mình thôi. Chứ cũng không phải là do cái hoa này nó làm hại tôi, hay là do ông chồng tôi làm hại tôi, mà là chính cái nhận thức và hành vi của mình, chính cái ảo tưởng của mình tạo ra cái phiền não, cái khổ đau. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng, là xả ly, ly tham, đoạn diệt, thì an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là chỉ cần là thấy rõ được cái ảo tưởng đã tạo ra những cái tạo tác sai lầm mà mình gọi là hữu vi hữu ngã, thì cái chính những cái đó đó mà mình thấy cái sai đó là mình loại đi đó, thì cái đúng hiện ra, tất cả cái đúng hiện ra. Cho nên Đức Phật Ngài nói là hệ mà vô minh đó, thì tạo ra luân hồi sinh tử, nhưng mà minh cái là chấm dứt luân hồi sinh tử ngay. Tức là nếu ngay nơi từng bước đi, ngay trong từng hơi thở, ngay trong từng cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm mà mình rõ ràng minh bạch, tức là minh, thì ngay đó chính là chấm dứt luân hồi sinh tử, chấm dứt cái tiến trình ngũ uẩn khởi lên, cái tiến trình thập nhị nhân duyên khởi lên đó. Và lúc đó trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết. Mọi chuyện cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản, nhưng mà cái ảo tưởng của bản ngã đó nó vẽ vời ra đủ thứ, nó che lấp. Cho nên trong đạo Phật có hai cái từ là che lấp và trói buộc. Nirvana là che lấp, và Sanyojana là trói buộc. Ai che lấp, ai trói buộc? Thực ra chính cái ảo tưởng, cái nhận thức và hành vi sai lầm đã che lấp và trói buộc chính mình, chứ không phải ai che lấp hết trơn. Tại sao mình không nhìn thấy cái vật trước mắt mình? Tại vì mình che mắt mình lại, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, thầy có một cái câu chuyện
Vừa rồi có người hỏi thầy, nói là có thầy có cái câu chuyện mà con không hiểu. Thì ra là câu chuyện thế này. Có một cái người nào được bạn bè tặng cho một cái lâu đài, một cái lâu đài hay là một cái biệt thự hay là một cái cung điện gì đó, mà ở trong đó là cực kỳ hoàn hảo. Nhưng mà mấy người bạn này á, là để anh này phải trả một cái giá mới được. Nhưng mà cái giá đơn giản là bịt mắt anh lại rồi đưa anh vào trong cái cung điện đó. Khi anh vào trong cung điện đó đó, thì anh vì không thấy cho nên anh mới là đi. Anh đi thì anh đụng cái cột cái là u đầu, rồi anh vấp cái bàn cái là anh bị đau chân. Đó. Và cứ như vậy thì anh đi đâu cũng đều là tai họa hết. Cho nên anh đang nghĩ ra một cách tu. cách tu là ngồi yên một chỗ. Bây giờ chúng ta cũng có rất nhiều người tu kiểu ngồi yên một chỗ. Anh ta ngồi yên một chỗ, nhưng mà ngồi yên một chỗ rồi sao? Rồi khi đói bụng là phải đi kiếm gì ăn chứ, khi đi cầu đi tiểu là cũng phải đi chứ. Cho nên cuối cùng á, ngồi yên một chỗ là không đúng. Ngồi yên một chỗ là một sai lầm. Cho nên anh mới đi, anh tiếp tục đi. Nhưng khi anh đi đó thì vẫn như cũ. Đi đâu thì anh cũng bị vấp cái này va cái kia. Do đó anh nghĩ ra một cách thứ hai là dẹp hết. Đó, bây giờ gặp cái gì là dẹp cái đó. Gặp cái gì là dẹp cái đó để trống trải mà đi. Nhưng khi anh dẹp hết trơn rồi á, thì lúc anh cần cái này cần cái kia để mà dùng thì lại không có. Bởi vì dẹp hết trơn rồi, giờ đâu có, thành cái nhà trở thành là trống để có thể đi lại được, nhưng lại không có gì để dùng. Anh mới thấy như vậy là cái giải pháp thứ hai đó là cũng không được. Bây giờ giải pháp thứ ba đó là thoát ra khỏi ngôi nhà này. Thoát ra khỏi ngôi nhà này, cũng như bao nhiêu người chúng ta là muốn tu hành là làm sao mà thoát ra khỏi cái cuộc đời này. Nhưng mà thực ra là anh ta đi ra ngoài thì mới bước một cái là nó cái tầng cấp nó hụt xuống, cho nên anh bước một cái là anh đã té rồi. Rồi anh đứng dậy, anh mới đi thêm khúc nữa là đùng cái cục đá. Rồi anh đi khúc nữa lại va phải cái cây. Rồi anh tránh qua một bên là rớt xuống cái hồ nước. Thế anh nói là ra ngoài cũng vậy thôi. Mình thoát ra khỏi cái này thì người đời người ta nói là tránh vỏ dừa thì đập vỏ dừa là vậy. Tức là tránh cái này thì đi là nó cũng đụng cái khác thôi. Cuối cùng anh nói rằng bây giờ mình ngồi một chỗ cũng không được này, đi lại cũng không được này, dẹp bỏ cũng không được này, rồi đi ra ngoài cũng không được này. Vậy thì bây giờ sống làm gì nữa? Anh nói là cái này là người ta hại mình rồi. Đó, bạn bè nói cho mình một cái cung điện đâu không thấy mà toàn là hại mình không. Mà bây giờ anh cứ một mình như vậy rồi anh không biết làm sao nữa, đói bụng quá chừng đi, không biết làm sao hết. Cho nên anh nói thôi về sống làm gì, để chết cho rồi. Chứ sống kiểu này làm gì cũng được cả, chết cho rồi. Thì anh mới định là anh lượm được một cục đá, anh định đập đầu tự tử. Thì lúc đó mấy người bạn mới giữ tay anh lại và nói rằng, tại sao bạn lại làm vậy? Thì anh ta nói, mấy anh chơi tôi á, tôi cho tôi nói rồi, tôi cái cung điện gì tôi đâu có thấy gì đâu. Mà tôi thấy toàn là khổ không á, chứ đâu có thấy gì đâu. Thì mấy người bạn mới nói, trời ơi, nó đơn giản một cái là anh chỉ cần mở cái mắt của anh ra. Đó, bây giờ anh mở mắt ra thử coi. Thì anh mở mắt ra, quả nhiên trước mặt là cả một cung điện quá đẹp. Và những chỗ cái hồ mà nước mà anh mới rớt xuống đó là một cái hồ nước cực kỳ đẹp luôn.
Cái cây mà ăn va này là một là những cây cổ thụ, những viên đá mà người ta dựng đá chung quanh là làm là một cái nơi mà cả nội thất lẫn ngoại thất đều là hoàn hảo đúng như người ta nói. Thế thì tại sao mà anh lại khổ? Tại anh không thấy thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là tại sao mà chúng ta lại khổ? Là vì chúng ta vô minh. Và vô minh cho nên mới ái dục. Ái dục ngồi, ái dục đi, ái dục bỏ đi, bỏ, loại bỏ, ái dục ra đi ra ngoài. Tất cả những cái đó không phải là giải pháp, mà đó chỉ là vô minh ái dục. Vậy liệu chúng ta tu kiểu gì? Chúng ta có tu theo kiểu chạy theo vô minh ái dục, hay là thực sự là tu để mà thấy sự thật, thấy ra sự hoàn hảo đã sẵn có? Đó. Vì vậy cho nên đó, là chúng ta cần phải nhận thức rõ thế nào là tu theo Phật Pháp, mà thế nào là tu theo không phải Phật Pháp. Cho mình có nói ngoài đạo rồi, họ hậu kiện mình nói rồi. Nhưng mà mình tu không phải Phật Pháp. Cho nên đó, Đức Phật Ngài có nói là trong một cái bài kinh, bài kinh cực kỳ hay, đó là cái bài kinh đó nói là: này các tỳ kheo, tâm là vốn là chói sáng, tâm của mỗi người là vốn chói sáng, tức là cái tâm nó đã là hoàn hảo rồi, nhưng mà kẻ vô văn phàm phu, tức là người vô minh đó, người mà vô minh ái dục đó, người mà nhiều bụi trong mắt đó. Nhiều bụi trong mắt là gì? Nhiều bụi trong mắt là quá nhiều tư tưởng, quá nhiều quan niệm, quá nhiều kiến thức, quá nhiều ảo tưởng, mà nó đã che mờ cái nhận thức của mình đi. Thật ra cái nhận thức mà muốn đúng là một nhận thức phải là hồn nhiên, trong sáng, như là trẻ thơ. Nó phải là một cái nhìn mà hoàn toàn hồn nhiên trong sáng thì mới được. Còn mình á là luôn là lập trình theo một cái khái niệm, rồi suy nghĩ từ khái niệm đó ra thành tư tưởng, rồi kết hợp những tư tưởng đó lại thành một quan niệm đó, và chấp chặt cái quan niệm đó là trở thành thành kiến, và hầu hết những thành kiến đó là tà kiến, bởi vì nó không phải là sự thật như nó là, mà nó là kết quả của tư tưởng, của quan niệm. Đó. Tức là mình tạo dựng ra một cái thầy có dạng, một cái bề dạng ở tại huyền không tương thường, là thầy phân biệt cái thế giới và thế gian khác nhau làm sao. Cái thế giới á, thế giới tức là mọi pháp như nó là. Chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó bao hàm, bao gồm tất cả cái thế giới này, bao gồm tất cả cái vũ trụ này ở trong đó. Đó. Nhưng mà bản thân của những cái này đó thì nó không sai. Nó sai là khi mắt nhìn thấy sắc rồi khởi lên cái ảo tượng, tức là tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Đó. Và tạo ra cái quan niệm, rồi chấp vào quan niệm đó. Và bây giờ mình cứ là sống theo quan niệm đó. Bây giờ quý vị sẽ thấy rằng trên đời người ta sống theo kiểu đó rất là nhiều. Cứ sống theo một cái quan niệm, cứ tự chôn vùi mình trong một quan niệm, kể cả quan niệm tu hành theo pháp môn này, theo pháp môn kia, cũng đều là tự chôn vùi mình vào trong quan niệm. Tại sao? Mà trong khi đó sự thật á, thì nó là ở khắp nơi. Chỗ nào mở mắt ra đều thấy, chỗ nào mở tai ra đều nghe. Tất cả đều là chân lý, tất cả đều là sự thật, nếu như chúng ta thấy nó qua một cái tâm rộng lặng trong sáng, để phản ánh trung thực
tất cả các cái sắc thân nương vị xúc pháp đó đó một cách trung thực, đúng với thực tánh của nó, tức là người giác ngộ, chứ đâu phải là đi tìm cái gì khác. Nhưng mà mình á, của người mình á, là cứ đi tìm, hễ mà dục giới á, thì muốn muốn đi lên cõi trời này, lên cõi trời kia, cao cao dần rồi, rồi lên tới sắc giới, vô sắc giới, rồi đi luân quanh cũng nằm trong tam giới thôi, chứ không giải thoát được. Nhưng mà giải thoát ở đây đó, không phải là giải thoát ra khỏi cái gì cả, mà giải thoát ra khỏi cái ảo tưởng của mình về về pháp, chứ không có giải thoát cái gì cả. Đó. Bây giờ này, thầy lấy ví dụ lại. Giờ mình cái hoa này, giờ mình giả sử cái hoa này là tượng trưng cho cái thế giới này đi, là cái hoa này. Bây giờ nếu mà mình nhìn cái hoa này với cái tâm là ồ đẹp quá, xấu quá, tôi không thích, tôi thích, tức là mình đang biến nó, với cái tâm đó đó, mình đang biến nó thành cõi dục giới, cho vốn nó là như nó là thôi, chứ không phải dục giới gì cả. Nhưng tại vì mình nhìn nó qua cái nhìn thích, không thích, xấu, đẹp, đó là quan niệm của mình. Do đó, đó là mình biến cái hoa này trở thành là dục, cõi dục giới. Rồi một cái anh á, thì anh mới là nhìn cái hoa rồi anh định tâm lại. Anh mới dùng tượng rồi anh mới tạo cái hoa này trở thành ra một cái hình ảnh ở bên trong, gọi là cái nimitta. Rồi anh mới chú tâm vào nimitta đó để anh đạt được cái thiền định. Thiền định thì lúc đó đó cũng là cái hoa này, mà anh lại nhìn qua cái nhìn của sắc giới, của cái tâm sắc giới, cho nên thấy cái hoa đó là sắc giới. Vô sắc giới cũng vậy, tức là toàn là nhìn cái qua tâm mình, cho nên người ta mới nói là tam giới duy tâm là vậy. Tam giới duy tâm không có nghĩa là cây cối đất đá này kia là do tâm mình tạo ra, mà là mình nhìn cái sông núi đất đá này đó qua cái tâm gì. Nếu là cái qua tâm dục giới thì mình thấy đó cảnh dục giới. Nếu qua tâm sắc giới thì thấy đó là cảnh sắc giới. Nếu qua tâm vô sắc giới thì thấy đó là cảnh vô sắc giới. Cho nên á, cái mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, thì cái đó gọi là thế gian. Bởi vì cái đó là cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới trong mỗi người là đều mỗi khác. Cũng là cái cảnh này, nhưng mà người mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì đều nhìn khác. Còn một người giác ngộ đó thì vẫn thấy sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp bình thường, nhưng mà thấy đó như nó là, chứ không phải là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì cả. Vì vậy cho nên nó thấy đâu cũng niết bàn. Thấy đâu cũng niết bàn cả. Còn người dục giới thì thấy đâu cũng dục giới hết. Còn người sắc giới thì thấy đâu cũng sắc giới hết. Do đó mà cái thế giới này đó, thì nó vẫn như cũ. Cho nên Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là cái thế giới này á, thì nó vẫn vậy, nhưng mà qua cái nhìn của mỗi người mà nó trở thành sắc giới, vô sắc giới hay là dục giới. Và người đó từ trói buộc, từ che lấp mình trong chính cái ý tưởng đó, từ chôn mình ở trong dục giới, từ chôn mình ở trong sắc giới, từ chôn mình ở trong vô sắc giới. Còn nếu một người thực sự giác ngộ giải thoát thì họ sống thông dong tự tại trong chính cái thế giới này, chứ không phải là họ giải thoát đi đâu cả, không cần phải giải thoát đi đâu cả. Đó. Quan niệm rằng là khi mình tu hành thì giải thoát là mình sẽ đến một cái nơi hoàn toàn thường tồn bất biến thì đó là thường kiến. Còn nếu quan niệm rằng mà mình tu hành đến lúc nào đó thì chấm dứt hoàn toàn không còn gì nữa thì đó là đoạn kiến. Nhưng mà cái mục đích của Đạo Phật là chấm dứt cái nhận thức và hành vi sai lầm, chứ không phải là chấm dứt cái gì cả.
Nãy giờ thầy nói là các Phật tử có thấy rõ không? Nếu chưa thấy rõ đó thì cứ hỏi. Làm sao mà sau khi nghe pháp á là mình thấy ra điều gì đó, chứ không phải là mình thu thập cái kiến thức gì cả. Có người nói sao con nghe thầy giảng xong rồi con không nhớ gì hết, nói hay quá, cái đó là tuyệt vời á, nghe rồi đừng nhớ gì cả, mà nghe rồi là thấy, nghe rồi thì thấy ra sự thật á, chứ nghe rồi đừng có nhớ gì hết. Rồi. Bây giờ mọi người trật tự chú ý lắng nghe, sư sẽ đọc cái câu hỏi của các vị để thầy giải đáp nhé. Kính bạch thầy, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Trên trang web trung tâm hộ tông ORG, thầy có trả lời một đạo hữu câu thần chú tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Con mong thầy giải thêm và câu nói trên ạ. Con xin chân thành tri ân thầy ạ. Cái câu hỏi đó là bởi vì do cái người Phật tử này á, là cứ hỏi những cái câu hỏi mà có tính chất là định nghĩa để hiểu biết theo lý trí, và cứ muốn phân biệt cái này khác cái kia sao cái gì 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 đó, cứ cái kiểu mà lý trí quá, cho nên á, thầy mới là phải nói là bây giờ đọc hai câu thần chú. Câu thứ nhất á, là tọa kỳ nhuệ dạy kỳ phân hòa kỳ quang đồng kỳ trần, cái câu này là của lão tử. Còn câu thứ hai á, là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, thì câu này là thầy thường hay nói. Thì mình cứ sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đi, chứ đừng có cần mà cứ định nghĩa cái từ này từ kia trong kinh điển trong luận trong đồ này kia, nó mất thì giờ vô ích. Bởi vì cuộc sống là mình đang trực tiếp từng khoảnh khắc với cuộc sống, mà mình cứ ngồi mà định nghĩa chữ này chữ kia đó là nó mất thời gian của mình để mình lại ra mình trọn vẹn với cái thực tại đó. Thí dụ như bây giờ mình đang đi trên đường, mình đang suy nghĩ đến một cái từ nào là niết bàn là gì, a la hán là gì, a la hán khác với tu đà hoàn như thế nào, thí dụ vậy, mình cứ đang nghĩ như vậy mà phía trước có cái hố. Chưa thấy niết bàn đâu, chưa thấy a la hán đâu mà rớt xuống hố rồi. Cái thực tế là mà Đức Phật ngài dạy là gì, là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì, tức là mình đang sống chân thành hay là nghiêm túc trọn vẹn tỉnh thức với cái khoảnh khắc đang là. Nếu mà mình trọn vẹn khoảnh khắc đang là mình thấy ngay là trước có cái hố là mình lo đi đường khác cho rồi, chứ đừng có rớt xuống như cái hố làm gì, đơn giản vậy thôi. Thật ra Đức Phật ngài dạy rất là đơn giản, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là Đức Phật ngài dạy cái này để mình đạt được cái gì ghê gớm lắm, mà chỉ là không có rớt xuống hố thôi. Đi ra đừng đừng có bị đạp đinh, đừng có bị đạp miệng chai, đừng có để vấp té. Đó. Đại khái vậy thôi, nó rất là đơn giản. Thì á, thầy mới sở dĩ mà thầy nói cái câu đó là bởi vì cái câu đó nó có nghĩa thế này. Bớt cái bén nhạy đi, cái bén nhạy của lý trí đó. Tọa kỳ nhuệ, tọa kỳ nhuệ tức là thế này, ví dụ như cái dao nó bén quá đó thì mình thay vì mình mài cho nó bén thêm á thì mình lấy mình chà chà đi để cho nó bớt bén đi, thì cái lý trí của mình nó rất là bén đó, cho nên nó cứ chạy cái này chia chạy cái này chia. Đức Phật ngài nói là chạy sợi tóc làm tơ,
hay là lý luận trường uống như cũng lương, tức là nói ngã này rồi nói ngã kia rồi nói ngã nọ, trường qua trường lại, rồi là cái sợi tóc nhỏ vậy mà muốn chạy ra làm tư, thì cái lý trí nó như vậy, cho nên mới tọa thì nhuệ, tức là bớt cái bén nhảy đó đi, bớt cái bén nhảy đi, dạy kỳ phân. Dạy kỳ phân tức là đừng có phân biệt. Nhưng mà cái chữ phân biệt này á, là quý vị nhớ ngày hồi nãy thầy nói là mình phân biệt cái tu theo Phật và tu theo cái đó. Chữ phân biệt này á, là thấy rõ sự khác biệt là khác này. Cái đó là phân là khác này. Còn cái chữ phân biệt ở đây á, là chấp cái này bỏ cái kia, cái đó gọi là mới gọi là phân biệt. Thầy nói là tọa kỳ nghệ dạy kỳ phân, tức là bỏ cái mà mình chấp cái này bỏ cái kia đi. Hòa kỳ quang, hòa kỳ quang là mình thấy này, cái ánh sáng này, bây giờ mình bật lên một ngọn đèn, rồi mình bật thêm ngọn đèn thứ hai thì nó sáng hơn thôi, cho nó không có chống nhau. Chứ cái đèn này nó không có nói là tôi sáng hơn anh sáng hơn tôi đánh anh cho anh chết đi để tôi sáng. Ông nói như vậy, mà bật lên nhiều cái đèn chừng nào thì nó sáng ra chừng đó, cho nên ánh sáng là luôn luôn là nó hòa với nhau, cho nên không bao giờ nó chống đối lẫn với nhau. Cho nên là hòa kỳ quang. Và đồng kỳ trần, đồng kỳ trần tức là đồng chữ trần ở đây tức là bụi bặm hay là cuộc đời cũng được, tức là mình hòa nhập vào cuộc đời mà không bị che lấp hay là dịch hay là trói buộc, đó là đồng kỳ trần. Như vậy á, đơn giản đồng kỳ trần là thế này: khi mình đang đi thì mình tròn vẹn với cái đi, tức là tọa kỳ nhuệ, dạy kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Cho nên nó cái lão tự nói, nếu mình hiểu đúng thì là cũng giống như Đức Phật nói. Cái khi mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm, đang ăn, đang thở, đang đánh răng, đang súc miệng, đang tất cả mọi thứ mà mình tròn vẹn tỉnh thức trong đó, tức là mình đang tọa kỳ nhuệ, dạy kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Nên nhớ rằng á, nó có hai cái từ phân biệt hồi nãy á, là mình có người là hiểu lầm. Thí dụ như có người nói với thầy, hôm đó thầy có cái anh đó, ảnh ở Huế, anh vào thăm thầy, rồi trong cái buổi nói chuyện á, thầy mới là phân tích cái sự tu tập thế này thế kia gì đó, thì anh mới nói rằng trời ơi thầy phân biệt chi nhiều quá. Đạo Phật người ta nói vô phân biệt mà thầy phân biệt nhiều quá. Lúc đó thầy nói là vậy thì bây giờ tôi mời anh một ly trà với một ly nước tiểu thì anh uống ly nào? Cái phân biệt này là khác. Cái phân biệt này là mình phải biết rõ cái nào là nước trà mà cái nào là nước tiểu. Cái đó là cái phân biệt đó là thấy rõ được sự khác biệt là khác. Còn cái phân biệt mà chấp trước là khác. Thí dụ như người kia thích hoa hồng màu hồng, mình thích màu vàng, rồi mình nói là màu vàng mới là đúng, còn màu hồng là sai, đó mới là chấp trước. Hay là cái tâm như vậy thì người ta trong triết học Đông Phương người ta gọi là cái tâm nhị nguyên. Nhị nguyên đó là bất kỳ cái gì nó cũng có hai mặt, nhưng mình lại chấp một mặt bỏ mặt kia. Thí dụ như là khổ với lạc, trong niệm thọ chẳng hạn, khổ là mình thấy khổ thôi, mà lạc là mình thấy lạc thôi. Chứ không phải khi mà thấy khổ mình muốn bỏ cái khổ, mà thấy lạc là mình muốn giữ cái lạc, đó là sai đó. Mà khổ là mình vẫn thấy khổ thôi. Để chi vậy? Để khi khổ tâm mình vẫn không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Mà khi lạc tâm mình cũng không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Cho nên cái nhìn là chính, hồi nãy thầy nói đó, cái nhìn là chính, chẳng phải là đối tượng. Cái đối tượng là thọ gì thì thọ, mà quan trọng là cái nhìn của mình đối với cái thọ đó, đó là có đủ rộng lặng trong sáng hay không, có đủ là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm hay không. Đó, cái đó mới là quan trọng.
Hồi nãy nói cái gì mà nói hồi cái nó ra tùm lum rồi. À, tọa kinh nhuệ, tôi nhớ rồi. Tọa kinh nhuệ, dạy kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần là như vậy. Tức là mình hãy sống tròn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Rồi, tiếp. Kính bạch thầy, nhiều lúc con chỉ muốn đi tu để cho đỡ khổ. Với con, kính bạch thầy, con muốn giải thoát bằng cách đi tu có ảnh hưởng gì không ạ? Với con, cô biết là các thầy đi tu sẽ đi bố mẹ không cho đi. Và con bạch thầy, làm sao để không bị bố mẹ làm ghét ạ? Thế mẹ thầy cho con hỏi, đi tu có phải bất hiếu với cha mẹ không ạ? Con kính bạch thầy chỉ bảo cho chúng con rõ. Có thể là câu trả lời của thầy nó lạc đề một chút, nhưng mà đều thầy muốn để cho các Phật tử hiểu một điều này. Điều mà xuất gia đó thì hiện nay nó khác hẳn với thời Đức Phật. Cho nên á, bây giờ mà nói rằng là thời này mà khuyến khích xuất gia là thầy không đồng ý. Nếu là trong thời Đức Phật á, thì khuyến khích xuất gia là đúng. Nhưng mà cái thời này mà khuyến khích xuất gia là sai lầm. Bởi vì sự khác biệt như thế nào? Khác biệt là thế này. Trong thời Đức Phật á, xuất gia có nghĩa là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nói cho rõ hơn á, là thế này. Từ bỏ một đời sống an toàn, có vợ, có con, có cha, có mẹ, có xã hội lo. Nhưng mà một thân một mình, từ bỏ hết tất cả để đối diện với tất cả cái sự cái sự thăng trầm hay là cái tất cả những cái khó khăn ở đời. Bây giờ là một thân một mình, y áo cũng không có, đi ra ngoài rồi thì là hệ mà y áo mà không còn nữa thì đi lượm vải về mà mặc, rồi ăn thì mỗi ngày là đi xin ăn, ai cho gì thì ăn đấy đó. Và khi mưa khi nắng, nếu mà trời mưa nắng thì mình cũng, nếu trời nắng có thể là ở dưới gốc cây tu cũng được. Mà nếu trời mưa đó thì có thể là đi vào trong cái nghĩa địa, ở trong cái nhà mồ ấy, là ở trong cái hang động gì đó. Tức là người ta sống hoàn toàn đối diện. Và cái quan trọng nhất ở trong đó đó là người ta hoàn toàn tự do. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn sống một đời sống hoàn toàn tự do, độc lập, để đối diện với chính mình, để đối diện với cuộc sống, để đối diện với tất cả những cái bấp bênh của cuộc sống đó. Cho nên những cái người đó đó, người ta sẽ khám phá bản thân họ rất là nhiều. Cái mục đích là để khám phá bản thân mình, khám phá chân lý ở trong chính mình, bằng cách là đối diện với mọi cái bấp bênh của cuộc sống và không lập trình gì cả. Khi thì đói, khi thì no, khi thì bị người ta chửi mắng, khi thì thế này thế kia, đủ thứ hết trơn. Trời mưa, trời nắng, gió bạc, y áo thì hồi xưa đó là cứ đi lượm vô trong các cái nghĩa địa đó mà lượm vải về mà mặc. Đó, trong kinh kể lại những trường như vậy. Và Đức Phật là vị thầy, nhưng Ngài hoàn toàn không lệ thuộc vào những người đệ tử, và những người đệ tử cũng hoàn toàn không lệ thuộc vào Đức Phật. Tự mình lo ăn, tự mình lo mặc, tự mình lo hang động gì đó mà ở, chứ không làm phiền tới Đức Phật. Không làm phiền tới Đức Phật. Còn bây giờ ấy, chùa thầy, ai vô chùa thầy là thế. Thầy làm chùa đàng hoàng, làm cốc liêu, mỗi cái cốc liêu như vậy là đều có toilet, có đầy đủ.
Có vị vô tu còn lấy cái này chưa đủ tiền nghi. Xuất gia kiểu đó đó. Xuất gia kiểu vô ở đây chưa đủ tiền nghi. Phải sửa lại cái toilet này cho nó tiền nghi hơn. Đó, dễ sợ vậy. Vậy xuất gia kiểu gì? Xuất gia kiểu bây giờ là như thế này. Từ bỏ một đời sống bất không an toàn để đi tìm một chỗ cầu an cho mình. Từ bỏ một cái nơi mà ít bị quản lý hơn để đi vào trong một cái môi trường mà bị ông trụ trì quản lý, bị đủ thứ quản lý. Như vậy á, thì xuất gia bây giờ hoàn toàn ngược lại với xuất gia thời Đức Phật. Bây giờ vô cái chùa đó thì phải theo pháp môn của cái ông thầy đó. Nếu mà không theo pháp môn ông thầy đó là ông đuổi đi, phản bội. Dễ sợ vậy. Cho nên á, người nào mà xin thầy xuất gia là đều thầy nói xét lại đi. Thầy mới kể hết tất cả những cái mà che lấp trói buộc nhiều hơn ở trong xuất gia đó. Và nói như vậy không có nghĩa là mình cho rằng là bây giờ xuất gia đều sai hết, không phải vậy. Nếu người có căn cơ trình độ, người ta vào đó người ta vẫn là sống, biết cách sống để giác ngộ giải thoát. À, mặc dù ở trong tất cả những ràng buộc đó. Cho nên cái câu này á, thì Phật không nói mà thầy lại nói, mà thầy lại nói trong cái thời này, đó là tự do là ung dung trong ràng buộc. Thay vì tự do là bỏ mọi ràng buộc để, thì bây giờ tự do lại phải ung dung trong ràng buộc. Là bởi vì cái thời đại như vậy, con người như vậy, xã hội như vậy, thì mình phải ở trong cái sự ràng buộc đó, nhưng mà mình vẫn ung dung tự tại. Là bởi vì sao? Bởi vì thực ra mình vẫn là sống tròn vẹn tỉnh thức với chính mình thôi, cho mình cũng không phải là bị lệ thuộc vào cái gì cả. À, vì cái chính của sự trói buộc đó là tự mình trói buộc, chứ không phải là ai trói buộc mình, không phải xã hội trói buộc, không phải cái chùa trói buộc, không phải là đoàn thể trói buộc, không phải ai trói buộc cả, mà chính bản thân mình tự trói buộc mình. Vậy thì mình tự giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái che lấp trói buộc. Vì vậy cho nên nếu xuất gia mà đúng nghĩa thì phải làm nhất bát thiên gia phàm, cô Phật cô thân vàng lý du, kỳ vi sinh tự sự, giáo hóa độ xuống thu, thì như vậy mới thật sự là xuất gia. Còn nếu không á, thì có chừng là mình đi trốn những cái cực khổ ở đời để mình đi tìm một cái nơi mà người ta cúng dường sống thoải mái. Mà cái này là hoàn toàn phản bội lại Phật Đức Phật. Còn cái chuyện mà cha mẹ cho đi hay không cho đi thì cái này lại tùy thuộc vào cái sự quyết tâm của mình. Nếu một người đã thấy rõ con đường của mình thì mình phải tự chọn. Mà đúng ra đó là do cái quan niệm của nhân gian của mình đó, là thiếu cái tinh thần mà tự do tín ngưỡng, hay là tự do học tập, tự do này kia đó. Thì nhiều khi cha mẹ là cứ muốn con cái là phải thế này, phải thế kia theo ý mình, không cho con mình chọn lựa cái cách sống của mình. Hỏi nó xuất gia, hay là nó muốn làm kỹ sư, hay nó muốn làm bác sĩ, hay là nó muốn lấy vợ, hay là muốn độc thân, là đó là chuyện của nó. Nó trên 18 tuổi rồi là mình phải tôn trọng cái quyền tự do của nó. Mình chỉ giúp cho nó hay là hướng dẫn như thế nào đó để cho nó sống cho đúng tốt, chứ không thể nào mà mình bắt nó là không được xuất gia. Cái đó là một sai lầm. Xuất gia hay không xuất gia đó là do
do mình, chứ không phải là quyết định của cha mẹ. Tuy nhiên nó có một điều là thế này, nhiều khi mình còn trẻ và mình chưa hiểu, chưa thực sự hiểu Phật pháp. Nếu mình hiểu Phật pháp để mình xuất gia thì rất là tốt, nhưng nhiều khi mình chưa hiểu Phật pháp mà cha mẹ là biết cái thằng này là thằng lười biếng, nó sợ gì mà nó xin xuất gia là bởi vì nó lười biếng. Nó vô trong đó để người ta cúng cho mà ăn thôi, cho nó không lo làm ăn gì cả, nó không biết lấy vợ có con để mà nó biết thương vợ thương con như thế nào, lo cho người khác như thế nào. Cha mẹ biết rõ như vậy cho nên cha mẹ không cho đi tu. Nhiều khi cha mẹ không cho đi tu cũng đúng. Nhưng nếu mình hiểu thực sự, mình hiểu đạo thì lúc đó mình có thể thuyết phục được cha mẹ mình thôi. Còn cái chuyện mà hiếu hay không hiếu á, hiếu hay không hiếu á, thì cái chuyện này là chưa chắc. Bởi vì thế này, nhiều khi một người ta lại cho rằng là nếu một người ở trong gia đình rồi đi lấy vợ, có lấy vợ lấy chồng, có gia đình thì như vậy mới là báo hiếu cha mẹ. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người bây giờ mà đi lấy chồng rồi cũng còn cách gì mà báo hiếu cha mẹ được nữa, hay là đã đi lấy vợ rồi là thôi theo vợ luôn rồi, không còn có cái thời gian nào đâu mà báo hiếu cha mẹ cả. Trong khi đó ông đi xuất gia cho nên bây giờ ông không bị ràng buộc gì cả, cha mẹ bệnh ông về ông lo được thì sao? Cái đó là đã từng xảy ra, tức là trong nhà thì có nhiều con nhưng bây giờ đứa thì ở bên Mỹ, ở bên Pháp, đứa thì ở rất là xa, cho nên không đứa nào lo được hết á. Thì lúc đó đó mới, hiện nay là thầy đang có một vị sư đang về chăm sóc mẹ ở nhà đó, đệ tử của thầy một vị sư đang về chăm sóc mẹ, thì đâu có ai chăm sóc đó. Vậy thì á, cái chuyện hiếu thảo hay không á là do biểu hiện của mình. Còn á, nếu một người xuất gia mà hiểu đúng đạo, tu đúng pháp, giác ngộ được thì mà có thể là giúp cha mẹ hiểu đạo, giúp cha mẹ thoát khỏi cái đường ác, sống hiền thiện, và nếu tốt hơn nữa là cha mẹ có thể là giác ngộ giải thoát, thì đó mới thực sự là hiếu thảo. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, một người con dù là đền đáp công ơn cha mẹ đến cách mấy cũng không thể nào đền đáp được về vật chất đó. Bởi vì ai cũng biết rằng là người mẹ mà lo cho đứa con từ khi mà đứa con ở trong bụng là phải lo kiêng cự, rồi khi mà nó lớn lớn mới hình thành ra chút xíu nó đạp đồ lung tung ở trong bụng rất là cực khổ, rồi đến khi mà lớn lên mà nó sinh ra rồi là nuôi nó cực kỳ khó khăn, mà để cho nó lớn lên được là cái công ơn của cha mẹ không cách nào mà người con có thể trả được cả, không cách nào. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói nếu như cha mẹ không biết đạo mà mình biết đạo, mà giúp cha mẹ biết đạo để thoát khỏi cái điều ác, thoát khỏi cảnh khổ, thì đó là mới là người con hiếu với cha mẹ. Và thậm chí đó, người con không thể nào trả được cái ơn về sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhưng khi mà cha mẹ không biết đạo mà con cái lại giúp cha mẹ biết đạo được á, thì lúc đó chính cha mẹ đó lại là mang ơn cái người con nữa. Tại vì sao? Tại vì thực ra cái công ơn mà sinh thần dưỡng dục là rất lớn, nhưng mà cái công ơn mà giúp mình thoát ra khỏi cái khổ đó, thoát ra khỏi cái bất thiện á, cái đó mới thực sự là cứu cả cuộc đời của mình. Chứ bây giờ mình sinh ra đứa con mình nuôi nó rất là tốt, nhưng biết đâu nó trở thành ăn trộm ăn cắp, nó giết hại người khác á, thì cũng không giúp nó được về mặt tinh thần, chỉ có là khó khăn về cái sinh thành dưỡng dục thôi. Cho nên á,
Nếu mà mình giúp được một cái người mà hiểu đạo, nếu mà mình tu hành, mà mình tu hành tốt để mà cha mẹ có thể là thấy cái con cái tu hành tốt như vậy mà theo, thí dụ điển hình như là gia đình thầy. Gia đình thầy á là có ba người đi xuất gia. Và bây giờ là cả gia đình, bây giờ đến cái hàng cháu chắc cũng đều hiểu đạo cả. Đó là nhờ, cho nên người ta nói là một người xuất gia thì ba đời được được hưởng phước đó. Là cái ý đó. Tức là nếu một người xuất gia mà đúng nghĩa đó, đúng nghĩa, đúng tốt đó, thì ảnh hưởng đến đến cha mẹ rồi đến cả con cháu. Bây giờ nó đến cái hàng mà giờ kêu thầy bằng cố á. Bây giờ thầy có cái lớp mà kêu thầy bằng cố là khá nhiều. Bởi vì anh với là chị của thầy nhiều á, cho nên sinh con ra mà thầy là con út. Cho nên nó mặc dù là thầy nhỏ tuổi nhưng mà là cháu kêu bằng cố là rất nhiều. Nhưng bây giờ đứa nào cũng biết đi chùa, biết đứa nào cũng hiểu đạo, có đứa là nghe pháp hiểu đạo được. Thì như vậy là cái ảnh hưởng của cái việc mà xuất gia tu hành đem lại cho gia đình là rất tốt. Có thể cha mẹ lúc đầu không đồng ý, nhưng khi mình tu hành mà thật sự tốt đẹp và đem lại lợi ích cho gia đình, ít nhất là về mặt tinh thần, thì lúc đó mình sẽ thấy là cha mẹ sẽ thấy được cái lợi ích của con cái tu hành. Nhiều nhiều quá rồi, tới chiều nó mới hết rồi á. Câu hỏi nhiều quá. Câu hỏi tiếp. Kính mẹ thầy, cha mẹ đánh cãi nhau, chửi nhau làm con đau lòng, con cái dù khuyên giải nhưng không được. Xét theo yếu tố Phật giáo, các con nên làm gì để giúp cha mẹ giải trừ quan hệ này ạ? Con kính xin thầy từ bi chỉ giáo. Thực ra là tại mình chưa hiểu được tất cả những cái vi diệu, cái mà hồi nãy thầy nói là cái phi thường ở trong cái bình thường, chính là ở chỗ này. Thật ra mà cha mẹ mà bất hòa với nhau mà cứ cãi vã nhau hoài là tốt chứ không phải xấu đâu. Tại vì xấu là mình nghĩ theo cái cách nhìn của mình. Thế còn á, chính cái bất hòa đó, bây giờ thì bất hòa, bây giờ là do rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, là nhiều khi cha mẹ mình á, là oan trái với nhau cho nên mới gặp nhau. Cho nên tôi nói là không oan trái thì bất thành phu phù gì đó. Phải không? Có cái câu nói đó, không oan trái đó, thì không thành phu phụ. Cho nên đó là phu phụ đó, tức là vợ chồng đó, là có oan trái trọng. Cái oan trái này đó, là hay chứ không phải là dở. Nhưng mà tại vì con người mình là luôn muốn hoàn hảo theo ý mình, cho nên thầy mới nói là nó có hai sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo như pháp là đang là, và sự hoàn hảo như mình muốn là. Nhưng sự hoàn hảo như mình muốn là đó thì không bao giờ được. Chỉ có phải là hoàn hảo như pháp đang là thôi. Chứ còn mình mà hoàn hảo theo mình muốn là đó thì không chắc là được. Mà có được cái nữa thì cũng không đi tới đâu. Cho nên mình chưa hiểu được những cái sâu xa trong cái sự vận hành của pháp. Cái sự vận hành của pháp đưa cha mẹ đến với nhau, rồi bất hòa với nhau, rồi tranh cãi nhau, thậm chí đánh đập nhau đủ thứ.
nặng nhất là còn đến chỗ mà bây giờ là thường hay xảy ra, đó là còn giết nhau nữa là khác. Có một câu nói trong thánh kinh mà cựu ước á, có nói như thế này: ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến chia rẽ vợ và chồng, cha với con. Khi thầy đọc cái câu đó đó thì thầy nói: ủa sao lại ấy, thượng đế mà sao lại đến để chia rẽ loài người, để đem lại không phải đem lại hòa bình mà đem lại gươm giáo. À, và xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng ủa tại sao lại sinh ra cái con cọp, rồi con cọp lại đi ăn con nái, sao kỳ ấy. Nhưng mà dần dần khi mình trải nghiệm, chiêm nghiệm cuộc sống đó, mình mới thấy ra là tất cả những cái đó đều là hoàn hảo. Kỳ lạ như vậy đó. Tức là đó là một sự phi thường trong trong chiều rất bình thường. Con cọp nó sinh ra làm một kiếp cọp, nó đang học cái bài học làm thế nào để bắt được mồi, và chính cái điều đó đó nó cũng giúp nó tiến hóa. Cái con nai đó thì bị bắt cho nên nó phải tìm cách nào đó để mà trốn thoát, cho nên nó cũng là phát huy được cái khôn ngoan của nó. À, tức là nó cũng tiến hóa đó. Nó phải tiến hóa qua cái kiếp đó, có thể là kiếp sau á con cọp nó lại làm một cái con chuột, mà con nai lại trở thành con mèo, thí dụ vậy. À, rồi con nai bây giờ nó lại học bài học làm thế nào để bắt mồi. À, rồi con cọp bây giờ lại làm con chuột, lại làm thế nào để mà trốn được con mèo. Và nhờ vậy cho nên cái sự tiến hóa của chúng sinh đó, nó mới cứ tiến hóa dần đến loài người. Nếu mà loài người mà bây giờ sinh ra là người nào cũng hiền lành chất phác hết trơn á, thì cuối cùng là cuối cùng chẳng ai có khôn ngoan, chẳng ai có thật hiểu biết được cái bản chất của cuộc đời này. À, cho nên á, nó có ví dụ như là nhờ cái nước này muốn thắng cái nước kia cho nên mới chế ra là bom, nước kia cũng phải chế ra bom nhiều hơn. À, cho nên á, nó mới phát triển cái đầu óc của nó. À, lúc đầu thì nó phải phát triển qua cái giai đoạn là bất thiện, rồi sau cái bất thiện nó đưa đến đau khổ, nó mới thoát ra khỏi cái bất thiện để nó tiến hóa vào cái thiện. Rồi cuối cùng nó thấy thiền nó cũng là vẫn là trói buộc, cho nên nó mới đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Vì vậy thì đó là một cái tiến trình giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên đó, chưa hẳn cái chuyện mà cha mẹ bất hòa đã là tốt, đã là xấu. Nó có cái mặt tốt của nó trong đó. Vậy thì người con đó, là chỉ lo việc của mình, lo sống sao cho đúng tốt đó. Còn cha mẹ cãi nhau thì đừng có theo phe nào hết. Bên nào cũng phải có hiếu. Có hiếu với cả cha, có hiếu với cả mẹ. Vậy thôi. Chứ còn cha mẹ chuyện cãi nhau là cứ cãi nhau đi để mà học ra bài học của mình. Chứ sao? Chứ mình muốn đó. Tại mình muốn một gia đình hạnh phúc theo nghĩa thế này thế kia. Nhưng mà cái sự vận hành của Pháp, mình phải tin tưởng vào sự vận hành của Pháp. Đó. Cho nên trong đạo Thiên Chúa có một cái câu nói như thế này: con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Câu đó thầy rất thích câu đó. Vì câu đó là thế này: con cứ sống tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Đó là mình lo việc của Pháp, còn mọi chuyện là để Pháp vận hành. Mình sinh ra trên cuộc đời không phải để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời giúp thay đổi chính mình. Vậy thì tất cả những sự kiện xảy ra trên cuộc đời này đó là để mình học ra bài học. Chính cái chuyện đó giúp cho người con hiểu ra được tại sao có cái sự tranh chấp, tại sao bất đồng ý kiến với nhau, tại sao đưa đến đau khổ.
Đó là bài học giác ngộ của người con. Cho nên nên là vật cái nhiệm vụ chính vẫn là luôn sáng suốt biết mình. Còn cái chuyện cha mẹ là tùy duyên. Tùy duyên đồng pháp. Nếu mình không phải là mình nói là mặc kệ, nhưng mà không phải là mình cứ xen vào, chưa chắc mình xen vào có khi nó làm học thêm nữa. Thí dụ như mình binh binh mẹ làm cho ông cha cũng tức giận hơn nữa. Hoặc là binh cha làm người mẹ tức giận hơn nữa. Do đó mình đó cũng là một bài học để cho mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Cái này nó cũng giống giống như con đối với cha mẹ, nhưng bây giờ cha mẹ đối với con cũng giống nhau thôi. Tức là con, mỗi người sinh ra, quý vị nhớ như thế này này, mỗi người sinh ra trên cuộc đời á thì giống như trong một cái vườn cây này này, bên này thì cây xoài, bên kia cây ổi, bên kia cây mít, bên kia cây chanh, bên nọ cây cam. Thì cái cây nào cứ lo sống cây đó. Nếu mà cây nào cũng sống tốt á, đúng tốt á, thì cái ngôi vườn nó sẽ là tốt đẹp. Cho mình không thể nào mà cái chanh mà cứ ngồi mà cứ lo cho cái cây cây xoài. Cây xoài thì cứ lo cho cây bưởi. không thể như vậy được. Mà bây giờ nếu mà mình á muốn thật sự mà để cho giúp cho con mình á, thì mình phải phải lắng nghe, phải quan sát, phải hiểu nó. Đó. Bởi vì tất cả mọi cái chuyện gì mà xảy ra đều có lý do của nó hết á. Mà mình khi mình hiểu được cái lý do đó đó, thì mình mới cảm thông được tại sao nó sợ hãi, tại sao nó ngạ mạn, tại sao nó buồn phiền hay tại sao nó như thế nào đó đó, là mình phải lắng nghe, quan sát để mà cũng là cái bài học của mình, của cha mẹ đó, bài học của mình. Chứ cũng không phải là mình muốn con cái phải tốt như ý mình được, mà mình phải luôn là quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm, để mà khi mà mình thấu hiểu ra được rồi á, lúc đó mình mới chỉ ra được cái chỗ mà cái khúc mắc, cái chỗ sai lầm của nó là cái nguồn gốc là ở đâu. Thường thường là như vậy. Thí dụ như có một người nào đó đến gặp thầy mà hỏi một cái khó khăn nào đó, thì thầy thường là đặt ra nhiều câu hỏi để cho cái người đó nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình trong đời sống. Khi mà cái người đó nói ra hết rồi đó, bởi vì mình hiểu được cái mấu chốt của vấn đề là chỗ nào rồi á, thì mình chỉ cần chỉ ra một cái là người ta thoát ra khỏi cái khúc mắc đó, bởi vì người ta vướng mắc trong đó mà người ta không hiểu tại sao. Bây giờ mình khách quan, mình thấy ra được cái nguyên nhân mà tạo ra cái phiền não khổ đau đó, thì mình chỉ cho người ta là người ta thấy ra liền đó. Hồi xưa Đức Phật ngài cũng vậy thôi. Ví dụ như ông Angulimala, ông giết người. Nhưng khi Đức Phật ngài tới, ngài chỉ cần nói một câu là ông có thể giác ngộ, là bởi vì chỉ ra được cái khúc mắc, cái chỗ khúc mắc chính của cái ông Angulimala là cái gì. Cho nên làm mẹ hay là làm cha và học cái bài học dạy con cũng là giúp cho mình đang tiến bộ trên con đường giác ngộ giải thoát. Đó. Qua đó đó mình mới học ra bài học. Ví dụ như người làm vợ thì phải học
cách lắng nghe người chồng mình như thế nào, lắng nghe con mình như thế nào, rồi mình ứng xử ra sao. Có thể mình nhận thức và hành vi sai thì bây giờ mình điều chỉnh nhận thức và hành vi đó lại, nó cứ vậy thôi. Mà qua đó đó mình học ra được rất nhiều bài học trong cuộc đời đó. Học xong hết tất cả những bài học trong cuộc đời đó mình mới thấy rõ hết rồi đó, khi đó mà xuất gia đó thì mới là đúng rồi. Còn nếu mình chưa học xong những bài học trong cuộc đời và mình cứ tưởng rằng là mình sợ lấy vợ thì khổ, lấy chồng thì khổ, nuôi con thì khổ gì đó, rồi mình muốn đi xuất gia không thôi thì cũng không phải. Mà cho nên đó, bây giờ đang làm cha mẹ mà con cái như thế nào đó là bài học của mình. Bài học đó cực kỳ khó khăn. Cuộc đời là luôn là những bài học khó khăn. Mà càng khó khăn chừng nào á thì giác ngộ càng cao chừng đó. Hết chưa? Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, cho con hỏi là càng ngày thiền nhiều hơn con càng thấy thích ngủ hơn, không biết con có sai ở đâu không ạ? Kính mong thầy chỉ giáo. Nếu mà cái tâm mình á nó an tịnh thì nó không có bị căng thẳng, nó không có bị phiền não gì ấy, thì không ngủ vẫn thấy khỏe, không ngủ vẫn thấy khỏe. Tức là nếu mà mình ngủ không ngủ nhưng mà không có cái nhu cầu ngủ, không ngủ mà mình vẫn thấy khỏe thì được. Nhưng mà nếu mà vì thiền mà căng thẳng quá mà không ngủ được á thì cái đó là sai. Nếu mình cố mà thiền quá mà nó căng thẳng quá đến nỗi mà ngủ cũng được, bây giờ ngủ càng ngày càng ít không ngủ được á là sai. Còn nếu như mà mình thấy khỏe khoắn và ngủ ít mà vẫn thấy khỏe và vẫn thấy rất là bình thường thì đó là tốt. Điều đó chứng tỏ rằng là thiền đúng. Còn nếu mà thiền sai là ngủ, thì ngủ cũng được. Thì là đó là sai. Rồi. Tiếp theo. Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử mới bắt đầu bước vào tu tập. Con luôn ý thức việc phải chánh niệm tỉnh giác trong mỗi phút giây ở hiện tại. Nhưng khi học hành làm việc mà cần phải rất tập trung chú ý hoàn toàn vào công việc đó thì con có đi xem là đánh mất thực tại không ạ? Kính bạch thầy chỉ đạo cho chúng con. Thực ra đó, cái khi mà mình tinh tấn chánh niệm trên thân thọ tâm pháp á, thì thân mình nói là thân, nhưng mà trên thực tế á, ví dụ như thân đang đi chẳng hạn thì cũng vẫn là đi trên đường, cho nên nó vẫn có quan hệ đến cái bên ngoài, chứ không phải là chỉ có thân không. Ví dụ như mình đi, nhưng mà khi đi mình xúc chạm với đất đó, thì mình cũng vẫn biết là mình đang xúc chạm với đất chẳng hạn. Cho nên đó, cái mối quan hệ ở giữa cái thân với là bên ngoài, hay là cái thọ và bên ngoài, thí dụ như mình có đụng chạm vào cái gì đó thì nó mới đau. Do đó cái đau đó, mặc dù là mình thấy cái đau, mình niệm thọ, nhưng mà thực ra là nó cũng do một sự va chạm. Cho nên cái gì đó, nó cũng có liên hệ tới bên ngoài hết. Niềm tâm cũng vậy, tâm là mình có thấy cái gì đó thì mình mới thấy, nghe cái gì đó mình mới là nghe, cho nên cái thấy cái nghe đó cũng đều là do có xúc chạm với bên ngoài. Và đặc biệt là niệm pháp. Niệm pháp là đơn giản thế này thôi. Khi mình làm công việc thì mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để mình làm không thôi. Do đó đó là lý do vì sao mà trong khi
mọi người chị có nói tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác không? Thì thầy nói thành bốn cái. Thầy nói thành bốn cái là cũng là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, nhưng mà mỗi lúc nó mỗi khác nhau. Ví dụ như khi mình đang lái xe, mình đang làm công việc gì đó, thì lúc đó tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác xuất hiện dưới hình thức là thần trọng, chú tâm, quan sát. Nếu mình thần trọng, chú tâm, quan sát, tức là mình đang tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác rồi. Đó. Còn nếu mình không làm gì, lúc đó mình trở về tròn vẹn tỉnh thức, tức là lúc đó mình biết rõ thân mình thôi, vì mình có liên hệ gì bên ngoài, lúc đó mình chỉ biết rõ bên trong mình thôi. Nhưng khi mình làm một việc gì đó thì mình phải thần trọng, chú tâm, quan sát. Do đó mới có hai cái mức khác nhau, đó là thần trọng, chú tâm, quan sát khi mình làm bất kỳ việc gì, và nếu không làm gì cả thì lúc đó trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái thân thọ tâm pháp đang làm. Đó, như vậy thôi, đó là tu đó. Bây giờ này, đến bước thứ hai. Sau một cái giai đoạn mà mình cứ thần trọng, chú tâm, quan sát và trở về trọn vẹn tỉnh thức, tức là cứ ứng ra hay là quay về, thì á, đến một lúc nào đó mình mới phát hiện ra rằng là thật ra mình không cần thần trọng, chú tâm, quan sát, không cần trở về trọn vẹn tỉnh thức gì cả, mà cái tâm á, tại vì lúc đầu á là nó bị dao động hay là bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhiều quá, cho nên mình mới phải làm như vậy. Còn đến cái lúc mà tâm mình nó bắt đầu nó bình lặng lại rồi, thì chỉ cần mình làm gì thì làm trong sáng suốt, định tịnh, trong lành là được. Mình làm bất kỳ cái gì, miễn sao tâm mình đang sáng suốt, định tịnh, trong lành là được. Tức là mình làm cái điều gì mà không hại mình, hại người, đó là trong lành. Mình làm mà với tâm mà không bị cái gì chi phối, thì đó là định tĩnh. Và mình rõ biết mình, tức là sáng suốt. Mà lúc đó là cái tính chất tự nhiên của cái tâm. Cái tâm vốn nó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cái tâm mà Pāpassara Citta mà Đức Phật Ngài nói, thì nó vốn là nó sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cho nên bây giờ cái người mà cái trình độ mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chuẩn đó, thì lúc đó họ sống tự nhiên, gần như là tự nhiên, vô tâm, giản dị, chẳng có làm gì cả, nhưng mà đâu đó rõ ràng minh bạch hết. Đó. Thì ở đây đó, cái giai đoạn này nó cao hơn cái giai đoạn trước một chút, là khi ứng ra đó thì nó sẽ tự động. Nếu cái gì mà cần thần trọng, chú tâm, quan sát thì nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng, chú tâm, quan sát một cách tự nhiên, và nó trở về trọn vẹn tỉnh thức một cách tự nhiên. Cho nên á, lúc đó mình không có nói là thần trọng, chú tâm, quan sát hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức nữa, mà lúc đó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tức là ứng ra thì chỉ cần là sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được. Ví dụ như mình làm công việc gì đó mà mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được. Còn á, cái hồi nãy á, là trở về trọn vẹn tỉnh thức, còn bây giờ cũng không cần trở về trọn vẹn tỉnh thức nữa, mà bây giờ là trở về thì tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Tức là cái người mà pháp hành vipassana mà thuốc đó, thì họ chỉ sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Và nếu ứng ra thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành, mà không ứng ra thì tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Trong thiền tông á, người ta có một cái câu rất là hay. Câu đó người ta nói rằng là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là cái việc gì đến á, thì tâm nó sẽ tự ứng ra. Nó tự ứng ra với cái việc đó. Còn khi không còn việc gì cả thì tâm nó trở về cái rộng lặng, trong sáng. Cho nên là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Đó là trình độ của những người mà thực hành đã đến mức chuẩn, chuẩn không cần chính.
xin hỏi thế nào là chánh pháp của Đức Phật, làm thế nào, đặc điểm nào của một pháp để chúng con biết pháp đó là chánh pháp của Đức Phật. Câu hỏi thứ hai không được trả lời: khi con thực hành cẩn thận chú tâm quan sát trong cuộc sống của con, có cần hướng tới ý là đây là danh hay sắc, nó biến sinh vô thường, không phải là ta của ta không ạ? Không phải là ta của ta không ạ? Tự ngã của ta là gì ạ? À, hồi nãy thầy có nói rồi, thực ra chánh pháp là gì? Chánh pháp rất là đơn giản, đó là thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, và sinh sống đúng đó. Rồi á, sống chân thành, trọn vẹn và không dao động, đó chính là chánh pháp. Tức là ai mà sống đúng như vậy đó, tức là sống đúng với chánh pháp. Thầy nhắc lại là thấy biết đúng sự thật, suy nghĩ đúng sự thật, nói đúng sự thật, hành động đúng sự thật, sống đúng sự thật, và chân thành sống với cái thật, trọn vẹn với cái thật, tâm không dao động, đó là những cái điều mà biểu hiện của chánh pháp. Cái câu này á, là một câu hỏi rất là hay, là khi mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình đang tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là, hay là mình đang thận trọng chú tâm quan sát với cái thực tại đang là, thì mình có cần phải phân tích là đây là danh sắc, đây là danh, đây là sắc, hay là hay là sắc biến đổi thế nào, danh biến đổi thế nào á, hay là mình có cần phải nói rằng là đây là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta hay không? Thật ra những cái đó là những cái kiến thức mà khi mình đối diện với cái thực á, cái Đức Phật dạy á, là để cho mình thấy ra cái thực. Và khi đó mình sống với cái thực đó, chứ không phải là đem cái kiến thức đó để mà áp dụng. Bởi vì khi mình đem kiến thức mà áp dụng á, thì kiến thức đó vẫn là kiến thức của mình, chứ không phải là của lời Phật dạy. Đó vẫn là kiến thức của mình thôi. Bởi vì mặc dù lời Phật dạy á, rất đơn giản, nhưng mà cái chiều sâu của lời Phật dạy là nó khác với cái chiều sâu mà mình thấy. Thầy có một ví dụ như thế này, là cái ông kỹ sư, ông chế ra cái chiếc xe Toyota. Ông chế ra chiếc xe Toyota, cho nên bây giờ ông biết rõ, hết sức rõ trong cái chiếc xe Toyota như thế nào. Thì có một anh nhà quê, anh mới đi lên, anh mới thấy cái gì lạ quá, anh mới hỏi cái ông kỹ sư đó, ông nói là cái này là cái gì anh? Thì ông kỹ sư ông nói là đây là chiếc xe Toyota. Thì anh về quê đó, anh mới nói là tôi thấy chiếc xe Toyota rồi. Nói là chiếc xe Toyota làm sao vậy? Nó giống cái con bồ hung á. Nó giống y như cái con bồ hung vậy đó. Thì dù vậy, thì anh này cũng nói đúng là cái câu đấy, đây là chiếc xe Toyota thiệt. Nhưng thật ra là anh tưởng tượng thành con bồ hung. Một người nhà quê đó
thì lại cái anh này anh có thấy chiếc xe Toyota, nhưng mà cái mức độ thấy của anh nó rất ít. Anh về nhà quê anh lại nói là giống con bồ hung. Nói cái Toyota là cái nó giống cái gì thì anh nói là giống cái con bồ hung. Thì á, lúc đó tất cả những người nhà quê mà nghe đó đều là tưởng là con, tưởng là chiếc xe Toyota là con bồ hung. Vậy thì mình đọc một cái lời Phật dạy chưa chắc mình đã thấy đúng lời Phật nói. Nhiều người cứ nói rằng là đây là tôi nói lời Phật dạy, nhưng mà không, nhưng mà nói vậy là oan cho Phật á. Bởi vì khi Phật, nên ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ á, ông Anguli, ông Mala, ông đang giết người vậy, Đức Phật ngài tới thì ông mới rượt theo không kịp, thì ông nói là Gotama đứng lại. Thì Đức Phật ngài nói Như Lai dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại. Thì ông liền ngộ. Nhưng mà bây giờ thầy mới giả sử như có một tướng cướp khác tới mà nói ngươi dừng lại là đánh nhau chết luôn. Cũng nói cái câu đó, nhưng mà câu đó ai nói mới được, nói với tâm gì mới được. Cái câu đó không phải là ý nghĩa gì cả. Cái câu đó, đó nó đúng là tại vì Đức Phật ngài thấy rõ cái tâm của cái ông này. À, cho nên ngài mới nói cái câu đó. Cái câu đó không quan trọng, mà ông ta thấy được cái tâm của mình mới là quan trọng. À, chẳng phải ai nói câu đó không được. Ai, nếu mà một tướng khách cướp khác mà tới nói ông ấy dừng lại, người chưa dừng lại là có nước đánh nhau thôi. Cho nên cái câu không phải là quan trọng. Vì vậy không thể mà mình tự nhiên cái mình nói đây là vô thường, mà là trong cái quá trình mà mình trải nghiệm, chiêm nghiệm đó, và mình thấy ra cái sự thật nó như thế nào, thì cái đó mới là thực sự thấy. Chứ không phải là mình cứ đem áp dụng cái câu đó vô, rồi mình đem áp vô người ta là lúc đó là dán nhãn, chứ không phải là sự thật đó. Cho nên đó, khi đúng nhất đó, là thực sự khi mình sống trải nghiệm thực đó, là phải mình phải trực tiếp với sự thật. Thầy lấy lại ví dụ hồi nãy đó. Bây giờ á, mình đang đi giữa đường. Mình đang đi giữa đường. Cái mình thấy một cái miệng chai. Đúng vào cái chỗ mà mình bước xuống á, là nó có một cái miệng chai. Thì tự động là mình tránh cái miệng chai đó. Bởi vì lúc đó mình thấy rất là rõ. Chứ không ai mà tới gặp cái miệng chai cái rồi nói không biết Phật trong kinh nào Phật nói miệng chai, gặp miệng chai thì mình làm sao ấy. Ngồi đó mà tìm mà không có kinh nào mà nói Đức Phật nói gặp miệng chai thì làm sao, không thấy nói. Rồi đem đào cái kinh Chúa ra coi cũng thấy, Chúa kinh Chúa cũng thấy, Lão Tự cũng thấy, Khổng Tự cũng thấy, không có chỗ nào thấy đâu. Rồi không biết làm sao mà để, bởi vì nếu mà không nghe mấy cái lời của mấy vị đó đó thì không biết làm sự hành sự sáng. Cho nên mình phải hành xử là mình phải trực tiếp ngay nơi cái sự thật. À, cái đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình nghiêm túc tròn vẹn rõ biết cái đó là cái miệng chai để mà đánh. cho đâu còn mình có áp dụng cái gì vô đâu. Mà đó là một sự thật mà mình cần phải thấy ra cái sự thật đó để mình sử dụng cái sự thật đó ngay trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là áp dụng cái gì cả. Cái đó là hỏi cái gì nữa? Trong đó cái câu nữa là hồi nãy cái câu đó có cái gì nữa? Không, cái đó có cái này hồi nãy rồi, cái mới á. Thôi tôi qua cái khác. Thôi
tin theo pháp tu học của thầy. Con có một số thắc mắc là nghiệp do mình tạo ra, ngay cả khi mình khởi niệm ăn chay hay ăn mặn, nếu cứ ăn mặn mà không khởi niệm thì không có nghiệp, còn ăn chay mà vẫn khởi niệm thì vẫn có nghiệp báo. Như vậy bạch thầy có đúng không ạ? Con kính xin thầy giải cho con được rõ thêm ạ. Đúng, tức là bây giờ khi mình ăn cái gì á, cái quan trọng là mình Đức Phật ngài có dạy cái chuyện cái quán tưởng. Quán tưởng tức là, và trong đó nó có hai cái từ, một là từ quán, hai là từ tưởng. Nhưng mà cái chữ tưởng ở đây á, là không phải là, không phải là tưởng tượng hay là ảo tưởng, mà cái quán tưởng ở đây là mình phải biết cái khi mình ăn á, là mình phải với cái tâm mà mình sáng suốt định tịnh trong lành, hay là cái tâm chánh niệm tỉnh giác khi mình ăn, cái đó là cái chính. Hồi nãy thầy có nói một cái điều mà các Phật tử cần nhớ là thế này: cái đối tượng không quan trọng mà là tâm mình là mới là quan trọng. Không phải là đối, không biết không cần là đối tượng gì, mà cái tâm mình á, đối với cái đối tượng đó như thế nào đó, cái đó mới là quan trọng. Thế còn cái đối tượng đó nó như thế nào là không quan trọng. Ví dụ như là một người, người ta ăn cháo trắng, người ta ăn cháo trắng nhưng mà tâm người ta rất là thoải mái. Và rất là không có tham muốn gì cả, là ăn một cách rất là tự nhiên thoải mái thì là tốt. Nhưng mà một cái người mà ăn một cái món thật là ngon nhưng mà lại là đầy cái tham lam, hay là hoặc là không ngon thì nổi giận chẳng hạn, thì là do cái thái độ ăn hơn là cái ăn cái gì. Quan trọng là cái thái độ ăn chứ không phải ăn cái gì. Cho nên chư tăng thường thường khi ăn là phải quán tưởng. Trước khi ăn là thầy thường hay ngồi yên để quán tưởng về vật thực, quán tưởng về cái việc ăn của mình, rồi sau đó mới ăn. Và khi ăn á, thì lúc đó mình chánh niệm tỉnh giác, tức là mình ăn, mình đang nhai như thế này, mình đang gấp như thế nào, mình để miếng thức ăn vào miệng như thế nào, nhai như thế nào, đó, là mình biết rõ thân thọ tâm pháp lúc đó. Thì cái đó là ăn như vậy á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là nếu mà ăn như vậy á, thì mới là xứng đáng cái món ăn của chính thí. Còn nếu mình ăn mà mình cứ thấy ngon, thấy dở, thích cái này, cũng thích cái kia, chọn lựa cái này, chọn lựa cái nọ, thì cái đó là không được. Bởi vì cái đó là nó mới theo cái sở thích của mình. Đó. Có một cái người hỏi ông Krishnamurti một câu. Là bởi vì ông Krishnamurti là người Ấn Độ, mà người Ấn Độ giáo thì người ta ăn chay. Nhưng mà ông Krishnamurti thì ông là thoát ra tôn giáo rồi. Ông thoát ra tôn giáo, ông chỉ nhìn thẳng vào sự thật thôi, chứ ông không theo tôn giáo nào cả. Thì người ta mới hỏi ông là ông chủ trương là ăn chay hay là không ăn chay. Thì ông nói rằng là cái gì mà mình đã chủ trương, mình đã ràng buộc, thì cái đó là mình tự đánh mất tự do. Mà trong giác ngộ đó, cái từ giác ngộ của thầy là nghe rất bình thường thôi, chứ đừng có hiểu quá xa. Trong giác ngộ tức là cái phát hiện sự thật á, là phải một tâm hoàn toàn tự do. Cái tâm nó không bị ràng buộc bởi Phật hay là bởi Chúa hay bởi bất kỳ một cái quan điểm nào hết. Thẳng nó sự thật để thấy thôi. Trực nhận, gọi là trực nhận thì nó không qua cái gì cả. Lúc đó không thể nói là phải qua lời Phật hay là qua lời Chúa hay là qua lời ai cả.
Nên thầy mới nói rằng là bây giờ các Phật tử mà nghe thầy giảng đó, là để thấy ra mình thôi, chứ không phải là để mà ghi nhớ điều gì thầy nói hết á. Đừng có ghi nhớ thầy nói cái gì hết, mà quan trọng là khi nghe đó là mình thấy ra mình cái gì, thấy ra được mình cái gì, cái đó mới là quan trọng. Thì trong khi ăn á, là mình phải sáng suốt, rõ biết mình đang ăn, mình đang thấy ngon, thấy dở, cái ngon cái dở đó nó có ràng buộc mình hay không, mình có chấp trước vào những cái đó hay không. Đó, nếu mà mình ăn với một tâm hoàn toàn mà bình thản trong sáng, nói như cái cách nói của thầy là mình ăn với cái tâm sáng suốt, định tịnh trong lành, thì ăn gì cũng được, không quan trọng. Vì cái món ăn gì ấy, không quan trọng, mà là cái trừ ra một cái điều là mình không có sát sanh, hoặc là mình không biết rằng là người ta sát sanh vì mình, thì mình không ăn. Thí dụ như bây giờ nếu mình đi tới một cái nhà người bạn, hoặc là một vị sư đến nhà một Phật tử, và Phật tử đó sẵn lúc đó là bữa trưa, cho nên là trong nhà có cái gì món gì đó thì đem dâng cho vị sư đó dùng. Thì vị sư đó có thể dùng, không có sao, dù là mặn hay chay gì cũng không quan trọng. Nhưng mà nếu cái người đó nói thầy nếu mà thầy còn ở lại đây đó, thì hôm nay là tại vì đồ ăn thầy có sẵn cái gì đó thầy dâng thầy thôi, còn ngày mai thầy làm con làm một con gà để cúng cho thầy, thì lúc đó mình ăn được. Tại vì sao? Là bởi vì cái người đó giết con gà đó là vì mình. Còn ngày hôm qua họ giết cái con gà đó vì họ, hoặc là họ mua đâu, tức là hoàn toàn là không có dính líu gì với mình cả. Tức là có mình thì con gà nó cũng chết, mà không có mình con gà nó cũng chết, thì nó không có ảnh hưởng gì cả, thì lại ăn được. Cho nên á, mình phải đủ sáng suốt, mình phải định tĩnh trong lành trong cái ăn á mới là quan trọng. Chứ còn ăn gì thì không quan trọng. Bởi vì trong thời Đức Phật á, khi mà vì một hồi nãy thầy nói đó, đi xuất gia đó, bây giờ sống là hoàn toàn là ai cho gì ăn đấy. Mà bây giờ mình đi cứ đòi hỏi người ta, mà người Ấn Độ là rất là nghèo. Bây giờ họ có gì thì họ cho đấy. Bây giờ mình đòi hỏi là phải thế này thế kia thì mình đã là từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, mà bây giờ mình còn phải đòi hỏi là phải thế này thế kia thì không được. Cho nên là các vị sư người ta đi sống khất thực thì ai cho gì là ăn đấy. Cho nên mà nhất là các Phật tử tại gia thì mình không tự mình sát sanh, không biểu người khác sát sanh, hay là không thấy biết người khác sát sanh cho mình, thì mình vẫn dùng được. Cái đó gọi là tam tịnh dục. Có những người ở trong rừng á, tu ở trong rừng á, thì còn thêm hai cái tịnh dục nữa, đó là từ tự và thú tàng. Từ tự tức là nếu một con vật, giả sử như một con nai con gì đó, nó chạy chạy trên núi, cái nó trật chân nó rớt xuống cái nó chết mất, thì cái người tu ở trong rừng có thể lấy thịt đó ăn sống qua ngày. Tại vì nó tự chết chứ đâu phải mình giết. Mà bây giờ mình bỏ đi, trong khi mình đi kiếm đồ ăn quá mệt đi không ra, mà là con vật nó chết ở đó mà mình lại không ăn. Cho nên đó là cái thịt đó vật có thể ăn. Thứ hai là thú tàng. Thú tàng tức là một cái con cọp nó bắt một con nai nó ăn, nhưng mà nó ăn hết cái nó bỏ nó đi. Nó cũng không trở lại lấy ăn nữa. Thì lúc đó cái người tu ở trong rừng đó có thể lấy thịt đó ăn được. Bởi vì nó cũng phải là mình giết, mà cũng phải. Mà trên phương diện mà cái vật chất á, thì miếng thịt đó nó cũng là đất nước lửa gió. Mà cái rau cũng là đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà trong luật có một điều hơi là tinh vi một chút xíu là thế này. Nếu một người dâng cho một vị sư một miếng
để bác á, để bác cho một vị sư một miếng thịt đã kho kho nấu rồi với là một bó rau muống còn sống, thì vị sư đó đó về đó là chỉ được ăn miếng thịt thôi chứ không được ăn cái rau muống sống, bởi vì rau muống sống này á, là mình trồng ra được nó còn sống lại. Tức là cái mục đích của mình là tôn trọng sự sống, thì không phải là tôn trọng sự sống của những sinh vật không, mà tôn trọng sự sống của cả những cái thực vật đó. Vì vậy cho nên là nếu mà cái bó rau đó đó, rau muống này có thể trồng lại được thì không được ăn, trừ phi có người Phật tử nào đó người ta thấy như vậy, người ta mới đem đi nấu thành những món ăn rồi người ta dâng lại cho vị sư đó thì vị sư đó mới ăn được. Tức là cái món ăn đó bây giờ nó không còn là có thể trồng lại được nữa. Còn cái miếng thịt thì không thể nào mà biến thành lại cái con gà, con heo gì được nữa, mà bởi vì nó là bây giờ nếu không ăn thì nó chỉ là thối rửa lại thôi. Đó. Cho nên ấy, cái ăn đó là chỉ là ăn để mà sống qua ngày, để mà tu tập. Mà cái thái độ tâm của mình là chính. Còn tất cả những cái mà bên ngoài đó chỉ là phụ thuộc mà thôi. Còn một phút nữa thì câu hỏi cuối cùng buổi sáng hôm nay, 2 giờ chiều chúng ta đã kết thúc cả câu hỏi này để chúng ta câu hỏi cuối cùng buổi sáng hôm nay. Kính bạch thầy, con xin thành tâm kính chúc thầy mạnh khỏe sống lâu, an vui an lạc. Bạch thầy, con xin hỏi thầy, hiện nay có một nhóm thanh niên biết là người là khổ, có một nhóm thanh niên biết là người là khổ, nên không muốn làm thầy, không muốn sinh con. Việc này con mẹ thầy chỉ đạo cho chúng con biết đó là việc gì và làm như vậy có phải không ạ? Cái này thì lại là cái quyền chọn lựa của mỗi người. Nếu như người đó họ thấy là bây giờ lập gia đình á, nó không có an toàn gì cả, và có thể là lấy nhau rồi thì bỏ nhau rồi con cái nheo nhóc gì đủ thứ cả, họ thấy ra những cái chuyện mà như vậy đó, thì họ sống độc thân. Cái này nó không phải là ở Việt Nam mà ở rất nhiều nước trên thế giới. Bây giờ người ta là thích sống độc thân đó. Là bởi vì người ta thấy rằng là cái ràng buộc của cái hôn nhân đó, nó có hồi xưa nó khác, còn bây giờ là cái ràng buộc của hôn nhân đó, nó có rất nhiều cái tiêu cực. Cho nên có nhiều người người ta không chấp nhận, thì cũng đó là cái quyền của người ta. Quyền sống độc thân. Chứ cái đó thì tùy theo nhận thức của mỗi người thôi. Có thể là nếu họ nhận thức sai á, thì không tốt. Bởi vì nếu một cái người mà người ta thấy rằng là tôi biết rằng là lấy vợ lấy chồng thì khổ, nhưng mà nó cũng là lấy vợ lấy chồng để mình học cái bài học làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, học những cái bài học đó thì cũng tốt. Tức là tùy theo nhận thức của mỗi người thôi. Còn có người thì giả sử như người ta nói là thôi đừng lấy chồng lấy vợ làm gì, mình sống tự do rồi mình có thể làm được nhiều cái việc để phục vụ cho đời hơn. Đó, vì mình tự do một mình thì mình muốn đi đâu, muốn làm gì thì làm, để mình làm những việc từ thiện hay là giúp ích mọi người hay cái gì đó, nếu mà người ta nghĩ như vậy thì cũng tốt. Cho nên đó, cái này thì cũng có cái đúng, có cái sai. Nếu như mà cái việc mà sống độc thân mà do cái ý nghĩa tiêu cực thì sai, nhưng mà sống độc thân với ý nghĩa tích cực thì là tốt. Cái đó cái đó nó cũng vậy, không nhất định là tốt cái sống. Là hết rồi hả? Còn câu hỏi nữa.
khi con đã là thạc sĩ luật học, luật sư có công đi riêng thì con cảm thấy chán nản, thiếu động lực làm việc. Hình như con quen với thử thách nên khi thử thách nhỏ đi còn là thấy tệ nạn. Nếu như việc tu học không phải là để trở thành, vậy con có nên thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, lập chiến lược không ạ? Hay nói cách khác là suy cho cùng, sau tất cả những gì đã xảy ra thì muốn dĩ mục đích của cuộc đời. Mục đích của cuộc đời này là gì? Hồi nãy ngay từ đầu là thầy đã nói rồi. Thực ra mỗi người sống trong cuộc đời này ấy, thì cứ sống như mình là. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải phải lấy cái mà mình đang trải nghiệm ấy. Tức là mình đang sống là đang trải nghiệm, mình đang đi, đang ăn, đang tắm là đều là đang trải nghiệm hết. Thì mình hãy lấy cái sự trải nghiệm đời sống của mình đó để làm bài học giác ngộ. Đó là chính. Giác ngộ ở đây tức là thấy ra sự thật thôi. Bởi vì nếu mình không thấy ra sự thật thì mình vẫn phải mãi mãi sống trong ảo tưởng. Cho nên mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy rõ cái sự thật. À, để mình mới thoát ra khỏi được những cái ảo tưởng. Cho nên giác ngộ là thấy ra sự thật, và giải thoát là thoát ra khỏi những ảo tưởng tạo ra những cái phiền não khổ đau cho mình và người khác. Đơn giản là vậy thôi. Đó là ý nghĩa toàn bộ của cuộc sống. Còn cái chuyện á, mình cái gì mà thuộc về tục đế đó thì đương nhiên mình có lập trình. Dù là lập trình một kế hoạch lâu dài hay là lập trình chuyện ngắn, ví dụ như giờ mình có người bạn tới chơi thì lúc đó trong đầu óc mình liền lập tức lập trình bữa nay mình sẽ nấu ăn món gì cho bạn, ví dụ vậy. Tức là có lập trình, nhưng mà những lập trình đó thì nó mang tính tạm thời, hoặc là những lập trình lâu dài thì vẫn được, chứ không sao. Tuy nhiên cái đó nó chỉ là qua cái lập trình đó cũng để mình học ra cái bài học, thấy ra sự thật để mình giải thoát ra khỏi cái ảo tưởng của mình thôi. Đó là cái chính. Còn tất cả những cái gì mà mình lập trình ở trong cuộc đời này á, dù thành công hay thất bại, thì khi mình chết mình cũng trả lại cho cuộc đời hết. Mình cũng chẳng có đem theo được cái gì mà mình cho là thành công. Cho nên thành công hay thất bại không quan trọng, mà quan trọng là mình học được gì từ cái thành công và thất bại đó cho cái sự giác ngộ, tức là thấy ra sự thật, và cho cái sự giải thoát, tức là thoát ra khỏi những ảo tưởng sai lầm đã đưa đến cho mình cái phiền não khổ đau. Đó chính là cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Rồi bây giờ thế này, sáng nay mình có một sai lầm, đó là nói 2 tiếng đồng hồ mà không có nghỉ. Cho nên chiều nay mình sẽ làm việc sớm hơn, có thể là không chừng là từ 1 giờ hoặc 1 giờ mấy gì đó, nhưng mà là mình làm việc 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ nghỉ ngơi và ít nhất là 10 phút để cho mọi người có thể đi toilet hay cái gì đó. Chúng thôi là mình cứ ngồi miết cái như vậy, nhiều khi cũng đâm ra lúc đầu ngồi cùng hăng say một lát nữa thôi, mệt quá thì nghe mệt nghe ngồi thấy mệt quá. Rồi bây giờ mình nghỉ. Nghỉ thì sao?